Vừa qua, phường Cái Khế phối hợp tổ chức hội thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Ông Nguyễn Tiền Phong, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều tham dự. Hội thao năm nay có 15 đội tham gia với nhiều nội dung thi đấu các môn thể thao như kéo co, đập heo đất, hát karaoke, cờ tướng nấu ăn. Việc tổ chức hội thao nhằm tạo không khí vui chơi lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn cũng như góp phần đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hóa, thể thao giữa các khu vực trên địa bàn nhân dịp Tết đến xuân về. Ban tổ chức đã trao giải cho các đội có thành tích tốt khi tham gia hội thao mừng đảng mừng xuân quý mão 2023.